Sau khi cài đặt cái camera này với điện thoại thì đây chính là giao diện chính của cái ứng dụng camera. Cái camera này nó có hai chế độ, đó là chế độ HD và chế độ SD. Chúng ta nên bật chế độ HD để cho nó sắc nét hơn. Đây là camera đang xoay 360 độ ạ. Chúng ta có thể zoom trực tiếp trên cái màn hình camera này. Rất là rõ nét ạ. Này có khả năng zoom 10x ạ. Lúc phát giải là 5 megapixel nên là hình ảnh rất là nét. Bây giờ em sẽ test chức năng bám theo chuyển động và báo động cho anh em xem. Nghe rõ ạ. Công việc các thứ thì các bạn làm xong thì các bạn cứ gửi mail cho mình nhá. Dạ vâng ạ, ok anh ạ. Anh ơi, 2 giờ chiều nay là họp đúng không anh? Rồi, 2 giờ chiều nay họp nhá. Dạ vâng, ok anh. Em báo các bạn giúp anh ạ. Dạ vâng, ok. Đây là chế độ quay đêm hồng ngoại của camera. Hình ảnh ban đêm quay cũng rất là sắc nét. Những vật thể đều được thể hiện rõ.